Xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring cao cấp của Gian, đấy là Gian XKL1. Sau đây em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chi tiết chiếc xe. Tổng thể chiếc xe được sơn một lớp sơn màu đen, màu sơn đen lì, rất khó bị xước. Xe hầu như không có một vết xước nhỏ nào. Khung nhôm Alloyx, công nghệ Alloyx cho khung sự bền bỉ và rất là nhẹ, siêu nhẹ luôn. Đây là mã QR của hãng, sự nguyên bản chính hãng. Yên chính hãng Gian, rất là mới. Đây là ly lông, không phải vết xước đâu các bác không thích có thể bóc ra. Giá đựng nước, còn bác ghi đông của Gian chính hãng. Bộ đề Shimano Alivio của Nhật. Alivio là xếp trên Antut, Toley và ACA, đứng thứ tư độ cao cấp của Shimano. Sở hữu 9 tầng lip Shimano nguyên bản, cùng với đó là 3 cặp đùi, 3 đĩa cho xe đến 27 tốc độ, đùi đĩa Shimano. Sở hữu cặp vành Gian chính hãng. Em sẽ quay thông số lốp các bác xem. 700 x 28C. Bánh nhỏ phù hợp đi đường phố. Tay bấm xả Shimano. Đây là 9 tầng. Chuông. Máy của Shimano nguyên bản. Đây, 700 x 28C, cặp vành của Gian chính hãng. Chiếc xe được trang bị phanh dầu thủy lực cao cấp. Xe có size là 47, phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7, trên 1m7 tí đi vừa được.
bạn sẽ chuyển số các bác xem chuyển động của xe. Mẹ lên nhíp. Trơn tru. Thì sở hữu bộ chuyển động cao cấp lên xe rất là trơn tru nhé. Xuống lít. Sang 3 đĩa. Đã xuống đĩa này. Rất mượt mà. Lên đĩa. Ok. Em đã đánh giá xong tổng thể chiếc xe Gian XKSL1 sơn chiếc xe này. Hãy nhắn tin Zalo 0975709943. Hiện tại chiếc xe được bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 9,5 triệu. Giá bán đã bao gồm bảo hành 1 năm và miễn phí ship cho các bác. Cảm ơn các bác đã xem video. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.